Review khui thùng đàn Custman SV800. Đây ha mọi người, SV800 giá trên 17 triệu, hàng mới bảo hành 2 năm, đi show ngon lành. SV800 hàng mới bảo hành 2 năm, đi show rất ok, giá bảo hành. SV800 màn hình cảm ứng, đã cài dữ liệu, đi show đầy đủ luôn nha mọi người. Màu đen rất là đẹp luôn ha mọi người. Màn hình cảm ứng rất nhạy luôn nha. Khi mua mọi người sẽ được tặng bao tặng chân. Trong này hãng đã cài Samler cho mình rồi. Nếu mọi người muốn cài thêm Samler thì có thể liên hệ qua giới thiệu thêm ha. Tầm giá 17-18 triệu mua đàn SV800 là cực kỳ phù hợp luôn nha. Có band 4 chiều. Chúng ta có thể chỉnh tiếng like trực tiếp lên trên đàn luôn. Thiết kế nhìn chuyên nghiệp, nhìn rất là đẹp. SV800 có cổng kết nối diesel ra loa đầy đủ. Có cổng kết nối cắm USB, cài được sample. Như vậy là Thiện vừa mới chia sẻ cho mọi người hình ảnh và thiết kế âm thanh của đàn SV800 giá chỉ có trên 17 triệu, mới bảo hành 2 năm. Mọi người mua sẽ được tặng chân tặng bao, đặc biệt sẽ được tặng giáo trình dạy đệm hát organ online do chính Thiện soạn. Bên Thiện có ship hàng toàn quốc và thanh toán tại nhà, và có chương trình hỗ trợ trả góp. Với cái này mọi người chỉ cần trả trước 6 triệu là chúng ta có thể mua được. Và thủ tục trả góp rất đơn giản, mọi người chỉ cần gửi căn cứ công dân qua Zalo để bên Thiện gửi hồ sơ lên công ty tài chính HD Session họ duyệt, thì chúng ta sẽ lên ký hợp đồng và nhận đàn thôi. Hãy liên hệ qua số điện thoại 0973675251 hoặc 0936050321. Xin chào mọi người và cảm ơn mọi người rất nhiều.